Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 10, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn nhé. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của bạn Tử dần. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch của bạn Tử dần cho thấy cái vận trình của bạn đang có được cái vận quý nhân nâng đỡ, tài chính rất chi là lý tưởng nhé. Theo tử vi tháng 10 năm 2020 của bạn tử dần, âm lịch, với bạn tử dần, bạn đốn tháng mới với không ít thách thức và cả cái cơ hội đi kèm với mình. Và bạn tử dần, bạn đừng quá lo lắng, cái sự tự tin và nỗ lực kiên trì tới cùng của bạn sẽ đem về cho bạn những gì mà bạn mong muốn luận bạn tự dần, bạn cũng nhớ rằng người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được cái thành công như ý và ngược lại nhé. Trong tháng mới này đối với bạn tuổi dần, nhờ có được nhị hợp quý nhân nâng đỡ cho nên công việc với bạn tuổi dần rất chi là khởi sắc so với tháng trước. Các khí lan tràn, mọi việc tiến trị rất chi là thuận lợi. Cái quan hệ xã giao của bạn có được cái sự hài hòa, mở ra cái con đường thăng quan tín chức đến rất nhanh đối bạn tử dần nhé. Lại thêm trong tháng 10 âm lịch này đối với bạn tự dần, bạn đang có được cái vận chính ấn xuất hiện là cái cơ hội mang đến cho bạn bắt tay vào hành động luận. Thay vì suy nghĩ trần trừ, thiếu đi cái sự quyết đoán thì bạn tự dần, bạn hãy tính toán thật nhanh và có cái hành động thích hợp ở cái thời điểm phù hợp. Cái việc nắm bắt cơ hội kịp thời sẽ giúp cho bạn Nhanh chóng tiến tới thành thành công hơn nhé Tài lộc trong tháng mới này Đối với bạn tự dần Khá chỉ là lý tưởng Không đến mức dư thừa nhiều Nhưng cũng không tới nỗi túng thiếu Cái chuyện đầu tư kinh doanh Vẫn mang về những cái thành công Bước đầu cho bạn Sự độc lập và tự tin Giúp cho bạn tự từ dần Từng bước từng bước chinh phục khách hàng Và mang về lợi nhuận khổng lồ Cho mình nữa đoạn Tuy nhiên, trong tháng 10 âm lịch này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp tháng có nguyệt lệnh lâm tử nhắc nhở bạn mạnh tuổi dần trước khi dùng tiền cần phải có cái sự tính toán kỹ càng, tỉ mỉ thì mới có thể thu lợi về cho mình được. Một phút sơ sẩy cũng có thể khiến cho bạn đánh mất hết những gì bản thân mình đã tích góp và cày kiếm bấy lâu đó bạn tuổi dần nhé may mắn trong cái vận trình tình cảm của bạn tuổi dần trong tháng này đang diễn ra hết sức êm đẹp nhờ có ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bạn không có điều gì phải lo lắng hầu như không thấy cái dấu hiệu tranh cãi bất hòa trong gia đình cái mối quan hệ vợ chồng cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể dù vậy với bạn tuổi dần bạn cũng nên dành thêm thời gian cho gia đình có vẻ thời gian qua bạn đã quá bận rộn với công việc rồi đó bạn tuổi dần nhé. Và xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2020 này đối với bạn tuổi dần, sức khỏe của bạn cũng khá chi là ổn. Chỉ cần bạn duy trì tâm lý thoải mái và suy nghĩ lạc quan thì dù có bệnh tật gì cũng sớm hồi phục mà thôi. Và bạn tuổi dần, bạn cũng cần phải chú ý giữ cái thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho hợp lý, tránh khiến cho cơ thể của mình bị làm việc quá lao lực bạn tuổi dần nhé. Từ vi tuổi dần tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện sự nghiệp, Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch này đối với bạn tuổi dần cho thấy vận trình sự nghiệp của bạn khá chi là khởi sắc đáng kể trong tháng đinh hợi này nhờ cục diện ngũ hành nhị hợp chia chở cho nên công việc với bạn tuổi dần tiến triển rất chi là thuận lợi làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó cái điều này tạo ra cái sự hứng khởi lớn lao giúp cho bản mệnh tuổi dần càng thêm động lực để phấn đấu vươn lên nữa đúng nhá. Các thần này còn mang lại cho cái mối quan hệ xã giao với bạn tử dần có được cái sự hài hòa và giúp cho bạn tử dần đi đến đâu cũng được người yêu mến và đón nhận. Năng lực của bạn chính là điều giúp cho bạn tạo dựng được lòng tin với đồng nghiệp và cấp trên. Nói là làm, những bạn tử dần không mấy khi cần người khác phải thúc giục đau lại thêm, trong tháng bạn đang có được chính ấn xuất hiện là cái cơ hội để cho bạn tự dần bắt tay vào hành động. Bạn khá chi là chủ động xử lý những cái vấn đề đang còn tồn động trước đó. Và bạn tự dần, bạn giải quyết được những cái chuyện khiến cho cấp trên không khỏi đau đầu trước đó bạn nhé. Cái thành quả mà bạn thu về giúp cho bạn mạnh tuổi dần nhận được cái sự đánh giá khá chi là tốt từ phía lãnh đạo và ở cái thời điểm này, thay vì suy nghĩ chần chừ thiếu cái sự quyết đoán thì bạn cần phải tính toán nhanh và có cái hành động thích hợp ở cái thời điểm cho phù hợp. Cái việc nắm bắt cơ hội kịp thời sẽ giúp cho bạn nhanh chóng đi tới cái sự thành công hơn. Đương nhiên, chẳng có cái con đường nào bằng phẳng từ đầu tới cuối. Đôi lúc, với bạn tuổi dần, vẫn có thể vấp phải những cái trở ngại nhất định, bị nghi ngờ năng lực, chỉ trích, hiểu nhầm nữa. Nhưng với bạn tuổi dần, bạn đừng có quá lo lắng, tự tin vào cái sự nỗ lực kiên trì tới cùng của mình sẽ đem về cho bạn những gì mà bạn mong muốn nhé. Cái thời gian sẽ chứng minh được tất cả, thiên đức cát tinh sẽ luôn ở bên cạnh, hỗ trợ cho bạn, giúp cho bạn tuổi dần nhanh chóng thoát khỏi được cái trở ngại ở phía trước và bạn tuổi dần, bạn hãy nhớ rằng người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý. Vì thế, cái thời điểm này đòi hỏi bạn phải tập trung tinh thần cao độ, tránh làm việc một cách tùy hứng, thích thì làm, không thích thì bỏ mới tránh được cái sự thất bại đến với mình đoạn. Một khi đã xác định được hướng đi và cái mục tiêu rõ ràng thì bạn tự dần chỉ cần bạn căn cứ vào kế hoạch đã lập sẵn thì mọi việc sẽ đau vào đúa mà thôi bạn tự dần nhé. Từ vi tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện tài lộc của bạn tuổi dần Bước sang tháng 10 âm lịch này đối với bạn tuổi dần Có thể nói tài lộc trong tháng này với bạn tuổi dần Ở mức khá chi là lý tưởng Không đến mức dư thừa nhiều Nhưng cũng không tới nỗi túng thiếu Cái chuyện đầu tư kinh doanh Vẫn mang về những cái thành công bước đầu cho bạn Với sự giúp đỡ của quý nhân lục hợp hỗ trợ cho bạn nữa nhé các cơ hội kiếm tiền của bạn tử dần gia tăng lại thêm cái sự giúp đỡ từ gia đình khiến cho bạn tự dần có được một tháng thạnh thơi hơn rất nhiều trong tháng này đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì sự nhạy biến là cái lợi thế không nhỏ giúp cho túi tiền của bạn mệnh ngày càng được rụng rịnh nhiều hơn sự độc lập và tự tin giúp cho bạn tự dần từng bước từng bước chinh phục được khách hàng và mang về lợi nhuận khổng lồ cho mình, đặc biệt trong cái khoảng thời gian này đối với bạn Tử Dần, dễ kiếm được tiền từ những cái dự án có liên quan đến bất động sản đoạn. Có thể với bạn Tử Dần, bạn thử cân nhắc từ cái chuyện đầu tư mạo hiểm, xong đừng vì thấy cái vận thế tốt mà làm liều, bạn cần phải xem xét các yếu tố chủ quan và khách quan trước khi quyết định, chưa chắc liều đã ăn nhiều đâu đó bạn Tử Dần nhé nhất là khi Nguyệt lệnh Lâm Tử nhắc nhở bạn mệnh trước khi dùng tiền cần phải có cái sự tính toán kỹ càng tỉ mỉ thì mới có thể thu được lợi về cho mình một phút sơ sẩy cũng có thể khiến cho bạn đánh mất hết những gì bản thân mình tích góp cày kiếm bấy lâu nay đối với bạn tự dần nhé cách vận trình tháng mới này đối với bạn tự dần biến đổi không ngừng trong lúc đang thuận lợi vẫn có không ít hung họa tiềm ẩn không lường, đòi hội bạn mạnh tuổi dần phải luôn lý trí và tỉnh táo và trở nên khinh suất đoạn. Dù có đạt được cái lợi ích cũng đừng có đắc ý cao ngạo kéo lại bị kẻ tiểu nhân đâm sau lưng đối với bạn tuổi dần nhé. Và trong tháng 10 âm lịch này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được bắt bạch tài tinh bay vào trung cung ở vị trí dựa căn nhà hoặc là căn phòng ở đây bạn mệnh có thể đặt biểu tượng con kỳ lân phong thủy để vừa có tác dụng hóa sát rất hiệu quả lại giúp cho tài vận của bạn tăng tín lợi cả đôi đường bạn tuổi dần nhé từ vi tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện tình duyên của bạn tuổi dần May mắn là cái vận trình tình cảm của bạn tuổi dần trong tháng 10 âm lịch này diễn ra hết sức là êm đẹp nhờ có ngũ hành tương sinh cho bạn. Không có điều gì phải lo lắng, một vài cái xung đột mau thuận giữa các thành viên đều được hóa giải kịp thời và trả lại cái không gian in ấm vui tươi cho một ngôi nhà nhé. Cái mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể, không khí gia đình đầm ấm, in vui, tạo động lực lớn lao cho các thành viên trong gia đình nữa rồi. Được. Một vài nhắc nhở nhụa cho bạn mạnh tuổi dần là bạn nên dành thêm thời gian cho gia đình. cô vẻ cái thời gian qua bạn đã quá bận rộn với cái công việc của mình rồi đó bạn tuổi dần nhé. Trong khi đó, đối với những bạn đang còn độc thân thì đang được thiên đức cát thần xia duyên mở lối dễ gặp được người trong mộng trong cái tình huống bất ngờ lắm đoạn với người đã từng bị tổn thương trong tình yêu đây là cái dịp tốt để cho bạn mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới và bạn tự dần bạn hãy cho đi và bạn sẽ nhận lại được những điều xứng đáng nhé theo dõi phi tinh trong tháng 10 âm lịch này đối với bạn tuổi dần, bạn đang có nhất bạch chủ đào hoa bay vào hướng chính tay. Tại khu vực này, bạn có thể thường xuyên đặt một lọ hoa tươi để kích hoạt đào hoa tốt cho cả tình yêu lứa đôi và gia đạo. Và bạn cũng cần phải lưu ý thay hoa thường xuyên để đảm bảo không gây phản tác dụng bạn tuổi dần nhé. Từ vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của bạn tuổi dần về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 10 âm lịch này đối với bạn tuổi dần về sức khỏe của bạn khá chi là ổn định, không gặp bất cứ cái vấn đề gì về bệnh tật. Chỉ cần bạn duy trì tâm lý thoải mái, suy nghĩ lạc quan thì dù có bệnh tật cũng sớm hồi phục bạn tuổi dần nhé. Tuy nhiên, có thể vì quá tập trung vào sự nghiệp mà bạn bỏ bê cái vấn đề nghỉ ngơi, ăn uống thường xuyên và thức khuya nữa, Sinh hoạt không điều độ như vậy sẽ khiến cho cơ thể của bạn quá tải và sinh ra rất nhiều cái vấn đề rắc rối đó bạn tự dần nhé. Dù sao, bạn tự dần, bạn vẫn nên cân bằng cái cuộc sống để có thể nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc mới đảm bảo cho sức khỏe của mình để theo đuổi những gì mình mong muốn được đối với bạn tự dần nhé. Và bạn tự dần bạn nên chú ý ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, đồng thời chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cũng như là tránh tình trạng tăng cân đột biến tiềm ẩn nhiều nguy cơ về bệnh tật như là máu nhiễm mỡ, bệnh tim mạch, huyết áp nữa đó bạn tử dần nhé. Về tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ 18 Nam Mộc Đức nữ thủy diệu bảy nam vân hớn nữ la hầu Nam mạng hai tuổi lớn nhỏ trong tháng này, mọi mưu cầu đã có chiều hướng tốt đẹp như mong đợi, tinh thần vui vẻ, phấn chấn, mọi mưu cầu có thể thực hiện được vì đã có vận tốt, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tuổi nhỏ, mọi sự đều như ý, tiền bạc, của cụ hạnh tài, của quý nhân trợ giúp, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ tuổi 78, tránh đi xa, nhất là vùng sông nước hay là sơn lâm nhé. Từ vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa 30 nam thủy diệu nữ mộc đức tháng này sẽ có chuyện biến trong mưu sự nhưng vận hạn tháng này sẽ còn bế tắc chưa được như ý tài lộc còn trắc trở tình cảm cá nhân hay là gia đạo gặp yêu phiền nữ mạng tháng này còn khắc kỵ chưa nên manh động thay đổi công việc mới cẩn thận trong giao dịch lận giao tế quản tiểu nhân dòm ngó lợi dụng tiền bạc không như ý, gia đạo có tin xa nhé. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, 40, nam vân hớn, nữ la hầu, trong mưu sự có nhiều hướng không như ý, vận hội mới, chưa đến, không nên thực hiện công việc quá tầm tay, nên làm việc cũ hay là việc nhỏ mà tiền bạc bình thường bớt khó khăn nhé. Nữ mạng tháng này cũng chưa thể thay đổi được công việc vận xấu tiền bạc chưa được bình thường còn phải bội chi không nên di chuyển nhiều gia đạo có tin luận về tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim năm tư nam mộc đức nữ thủy diệu trong tháng này có chuyện biến tốt về mưu sự đang trong cái chiều hướng tốt đẹp mọi mưu sự sẽ điêm lại về tiền bạc như ý tình cảm gia đạo an khang vui vẻ nữ mạng cũng như là nam mạng công việc và tiền bạc đã hanh thông. Tuy nhiên, bạn cần tránh cái sự công việc vượt tầm tay, kéo lại ân hận, yêu phiền nhé. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc 66, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Tháng này, mưu sự đã hanh thông, tốt đẹp, như ý. Nếu có cơ hội thực hiện thay đổi công việc thì nên làm vì vận thế tốt. Tiền bạc đã hết bế tắc, tình cảm an vui. Nữ mạng, mọi mưu sự cũng đã tốt đẹp, về tiền bạc thì được như ý, đề phòng tật bệnh, về xương khớp nên chữa trị tình cảm gia đạo an khang nhé. Về cẩm nang vượng vận cho bạn tuổi dần trong tháng 10 âm lịch năm 2020. 1. Canh dần, mộc, nam thái âm, nữ thái bạch, khẩu khuyết, đốn nhận nhiều thách thức và cơ hội mới, chỉ cần tự tin sẽ vượt qua mọi thứ, quý nhân, tuổi tí, tuổi mùi, tiểu nhân, tuổi dậu, tuổi hợi, màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. 2. Tuổi nhâm dần, thuộc kim, nam thái dương, nữ thổ tú, khẩu khuyết, chú trọng hành động, chủ động giải quyết các vấn đề tồn động. Quý nhân, tuổi tỵ tuổi mão, tuổi tiểu nhân, tuổi mùi, tuổi thìn, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu xanh lá. 3. Tuổi giáp dần, thuộc thủy Nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu khuyết tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch này đối với bạn tuổi dần, tài chính ở mức lý tưởng, quý nhân mang tới cho bạn có được cái cơ hội kiếm tiền. Quý nhân tuổi ngọ, tuổi mão, tiểu nhân tuổi tuất, tuổi hợi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu cam. 4. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa Nam Thái Âm, Nữ Thái Bạch, Khẩu Khuyết, gia đạo êm ấm, người quần độc thân được các thần xe duyên tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Quý nhân, tuổi tuất, tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi hợi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. Năm, tuổi mậu dần, thuộc thổ, nam thái dương, nữ thổ tú, khẩu khuyết, sức khỏe ổn định, chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Quý nhân, tuổi mùi, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi hợi, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.